chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Bản tin cập nhật thông tin nông nghiệp mỗi ngày gửi đến bà con và quý khán giả để kịp thời đón đầu sản xuất. Hôm nay là thông tin nào? Mời bà con điểm qua nhanh cùng chúng tôi. Nông dân làng Mai Vàng trăm tuổi miền Tây chuẩn bị hàng Tết. Dự báo thời tiết thuận lợi, hoa sẽ nở rộ và đẹp. Lâm Đồng ưu tiên phát triển dâu tây công nghệ cao. Lâm Đồng có 15 doanh nghiệp được cấp chứng nhận chuỗi thực phẩm an toàn tại thành phố Hồ Chí Minh. Thú vị, cá mang rổ có thể dùng miệng phun nước xa hơn 1 mét để bắt con mồi ở miền Tây. Kính thưa bà con và quý khán giả, thông tin dự báo niên vụ cà phê niên vụ 2017-2018 được ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện tỉnh chiếm 24% diện tích cà phê của Việt Nam. Dự kiến sản lượng cà phê của tỉnh sẽ đạt kỷ lục 477.000 tấn vụ mùa tới, tăng từ mức 454.000 tấn trong năm nay. Và năng suất tại các trang trại tái canh trung bình đạt 3,25 tấn một hecta, tăng so với mức 2,59 tấn ở các khu vực không tái canh. Theo khảo sát, có 4 tỉnh đã tái canh cây cà phê trên 85.000 ha đến cuối tháng 7, tương đương 71% mục tiêu là 120.000 ha đề ra cho Tây Nguyên cho năm 2020. Thưa bà con và quý khán giả, được kỳ vọng là cây tiền tỷ, cho nên mấy năm qua nông dân đã đổ xô trồng macca. Sau nhiều năm chăm bón đến thời điểm thu hoạch thì nhiều giống macca lại khiến cho người dân vô cùng lo âu và thấp thỏm. Một câu chuyện rất là tiếc nuối ở huyện Tuy Đức, vùng trọng điểm cây macca của Đắk Nông, được phóng viên chương trình ghi nhận thực tế như sau. Ông Phạm Văn Thường ở xã Đắk Bút Sô ở huyện Tuy Đức là hộ trồng nhiều cây macca. Niên vụ rồi, macca 1.500 cây của ông chỉ cho thu hơn 2,5 tấn trái khô. Sau 5 năm trồng, theo ông Thưởng, macca khá thích hợp với khí hậu thổ nhưỡng địa phương, cây phát triển tốt. Tuy nhiên do trồng nhiều loại giống khác nhau và chưa qua thực nghiệm nên nhiều cây không ra trái hoặc ra trái rất ít. Bà con cho biết nguyên nhân do giống, thời tiết hay kỹ thuật chăm sóc thì chưa thể kết luận. Một số cây macca không ra trái đã bị chặt bỏ. Trồng thực phẩm sạch, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng là cách làm mà những nông dân trồng nấm như ông Tùng đã dần thay đổi và nói không với phân thuốc hóa học. Nhưng mà nấm bào ngư bán tại các chợ Hậu Giang hiện nay ra sao và người tiêu dùng thì đánh giá như thế nào? Phóng viên thời sự đã có cuộc khảo sát thực tế tại các chợ trên địa bàn như sau. Biết đến nấm bào ngư của ông Võ Huỳnh Tùng tại huyện Phụng Hiệp là sản phẩm sạch được trồng trong nhà kính. Hai tháng qua, mỗi ngày bà Nguyễn Thị Cúc lấy 3-4 kg nấm. Cao điểm những ngày lễ, ngày rằm có khi bán được 5-7 kg. Theo bà Cúc, số lượng nấm bán ra không nhiều, nhưng người mua đã thay đổi thói quen, bắt đầu chọn thực phẩm sạch. Nấm thì không có thuốc rồi đó, thì không có thuốc rồi mình ăn thì ăn toàn chứ có gì đâu. Cái tự ăn hoài là biết, ở nhà là ăn cây trường là ăn cái này hoài là biết thôi à. Không chỉ có mặt tại các chợ địa phương, nấm bào ngư còn được đưa vào bán tại các siêu thị. Siêu thị Co.op chị Thanh mỗi ngày cũng bán lẻ khoảng 5-10 kg. Người tiêu dùng thì họ cần an tâm hơn về cái nguồn gốc xuất xứ, cho nên đơn vị cũng cần là nhà sản xuất là cung cấp đầy đủ các chứng từ để chứng minh cái rau đó là an toàn. Cũng muốn là kết hợp với cơ quan ban ngành để hợp tác với tỉnh để phát triển các mặt hàng do tỉnh sản xuất. Đây chính là địa điểm tiêu thụ đầy tiềm năng và cũng là quá trình đưa nấm bào ngư vào siêu thị của nông dân Hậu Giang. Hiện nay bên cạnh việc trồng hoa kiểng thì vào thời điểm này, nhiều hộ sản xuất chậu kiểng trên địa bàn của tỉnh Vĩnh Long cũng đang khẩn trương sản xuất các chậu kiểng để bán vào dịp Tết. Và Vĩnh Long là một tỉnh của miền Tây có nhiều hộ làm chậu hoa kiểng với thu nhập khá là ổn định. Năm nay dự báo giá cao hơn cùng kỳ do nguyên liệu đầu vào đang tăng rất là cao. Theo các hộ sản xuất chậu kiểng, nhu cầu sử dụng chậu có quanh năm, nhưng trong những dịp cận Tết và sau Tết, nhu cầu về mặt hàng chậu tăng lên rất nhiều. Vì vậy, các cơ sở phải tăng năng suất mới có thể đáp ứng đủ nhu cầu cho thị trường. Qua ghi nhận, chậu kiểng đúc chủ yếu để bán lại cho nhà vườn trồng mai, cây kiểng trong tỉnh. Năm nay, giá nguyên liệu tăng cao nên giá chậu kiểng cũng tăng lên khoảng 5%. Tùy theo kích thước chậu mà bán với giá khác nhau, bình quân từ vài chục ngàn đến khoảng 200 ngàn đồng một chiếc. Hiện nay, các cơ sở chậu kiểng trong tỉnh đang tất bật hoàn thành công việc để đảm bảo lượng hàng cung ứng ra thị trường.
Ở những mảnh đất trống, chậu hoa kiển được xếp thành hàng dài chờ phơi nắng chuẩn bị sơn màu theo đơn đặt hàng để bán cho khách. Thế mai vàng thấy đào là báo hiệu mùa xuân đã sắp về rồi đúng không chị Ngọc Như? Hiện tại thì mai chưa nở nhưng mà cứ theo thông lệ vào khoảng giữa tháng 9 âm lịch hàng năm là các nhà vườn ở làng mai vàng Phước Định, hàng trăm tuổi lớn nhất ở miền Tây thuộc xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long lại tập trung chăm sóc bón phân để mai có thể nở đúng dịp Tết. Dân và mai vàng như thế này thì không thể nào mà thiếu được trong mỗi dịp Tết đến xuân về, nên nhà vườn rất là cẩn thận chăm sóc. Nếu như thời tiết thuận lợi, mai năm nay sẽ nở đúng dịp và rất là đẹp. Mời bà con và quý khán giả về vườn mai trăm tuổi này. Còn hơn 3 tháng nữa là tới Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. Những ngày này, ông Tiêu Hùng Binh đang tích cực chăm sóc tạo tàng cho vườn mai nhà mình để bán Tết. Ông Minh cho biết năm nay ông sẽ có khoảng 70 chậu mai vàng lớn nhỏ để bán vào thị trường Tết. Thời tiết rất thuận, nắng tốt rồi lại là gió đông về nó thuận cho cái cây mai vàng này. Mà mình thấy cái nụ thì nó không có bị nở, không có bị gì hết. Nó vẫn giữ vị trí yên thì thời gian cũng còn khoảng một tháng nữa mình đã bứt lá nó rồi. Thành thử bà con ở đây kể cả gia đình cũng rất yên tâm. Bởi nhu cầu sử dụng mai vàng để trang trí làm đẹp khuôn viên công trình nhà dân ngày càng tăng, lợi nhuận từ mua bán mai vàng khá cao, nên hiện nay rất nhiều người tập trung chăm sóc, chỉnh sửa, tạo dáng cho mai vàng phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán, nên lượng sản phẩm mai vàng tại làng mai Phước Định cũng tăng nhiều so với năm trước. Theo ban đại diện làng nghề truyền thống hoa kiển cây giống Phước Định, hiện nơi đây có hơn 250 hộ trồng mai vàng với trên 6.800 gốc lớn nhỏ, trong đó có khoảng 1.500 gốc được chăm sóc, chỉnh sửa, tạo dáng khá công phu để phục vụ Tết, tăng gần 20% so với năm trước. Đặc biệt là ở làng mai này, các nhà vườn chỉ trồng mai gốc với nhiều kích cỡ, từ mai cổ thụ cho đến mini. Tất cả đều được tạo dáng và uống tỉa khá đẹp. Theo nhận định của các nhà vườn trồng mai, năm nay thời tiết thuận lợi, mai phát triển tốt và có nhiều khả năng nở đúng dịp Tết. Mai vàng là loại hoa kiển không thể thiếu được trong những ngày năm hết Tết đến. Với sự quan tâm chăm sóc của các nhà vườn, làng mai vàng Phước Định sẽ tiếp tục cung cấp cho thị trường những gốc mai vàng đẹp, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân, đồng thời cũng giúp các nhà vườn có thêm thu nhập nhân dịp xuân về Tết đến. Lâm Đồng là tỉnh đi đầu phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Hiện nay thì tỉnh có diện tích cây ăn trái là trên 20.800 ha, với sản lượng khoảng 136.500 tấn. Những loại cây ăn trái chủ lực gồm có bơ, mắc ca, chuối la ba, dứa, ca giang. Các loại cây trồng này thì trồng xen với cây cà phê hay là hồ tiêu. Việc trồng kết hợp này vừa tăng nguồn thu nhập lại vừa tạo bóng mát. Và cây dâu chính là cây mà được tỉnh Lâm Đồng đầu tư phát triển và kết hợp với làm du lịch canh nông đang mang lại hiệu quả rất là cao. Đặc biệt là thu nhập tăng lên gấp nhiều lần từ việc kết hợp với du lịch. Mời bà con cùng theo dõi. Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 190 hecta dâu tây với sản lượng đạt 1.600 tấn. Diện tích dâu tây nói trên được bà con nông dân trồng chủ yếu ở thành phố Đà Lạt và một số huyện lân cận như Lạc Dương, Đơn Dương. Nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người tiêu dùng, nhiều đổi mới trong canh tác dâu tây đã được bà con nông dân các địa phương triển khai. Theo đó, ngoài việc ưu tiên áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, bà con nông dân trồng dâu tây ở Lâm Đồng còn đầu tư hàng tỷ đồng làm nhà kính trồng dâu tây công nghệ cao bài bản. Song song đó, tăng cường liên kết với các đầu mối để sản xuất dâu tây theo chuỗi, gắn sản xuất dâu tây với du lịch, canh nông để tiện bề quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, ngoài hàng chục điểm du lịch canh nông nhỏ lẻ thì trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng mà chủ yếu là tại thành phố Đà Lạt đã có 20 điểm du lịch canh nông đã được cơ quan chức năng kiểm tra công nhận. Để giúp nhà nông yên tâm đầu tư, công tác quản lý cây giống, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống đã được ngành chức năng triển khai. Cùng với đó, nhiều giải pháp về chuyển giao kỹ thuật, nghiên cứu, khảo nghiệm, xây dựng mô hình, hình thành và công nhận vùng sản xuất. Thông tin mới là sau 2 năm triển khai, Ban Quản lý Đề án Chuỗi Thực phẩm An toàn Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp 279 giấy chứng nhận cho 138 trang trại, cơ sở sản xuất, sơ chế, kinh doanh vào chuỗi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tiền Giang, Long An, Lâm Đồng, Hậu Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bình Thuận, Đắk Nông với tổng sản lượng hơn 119.000 tấn mỗi năm. Trong số đó thì tỉnh Lâm Đồng có 15 doanh nghiệp cơ sở, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp kinh doanh chế biến nông sản.
Được biết mỗi năm nông sản thực phẩm của Lâm Đồng cung ứng cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 25.000 tấn. Từ năm 2017, Ban An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng về phối hợp quản lý và kết nối tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các chuỗi cung ứng nông sản. Để kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bà con và quý khán giả về khả năng đặc biệt của loài cá mang rổ, một loài cá rất là quen thuộc ở miền Tây chúng ta. Nó có khả năng dùng miệng để phun nước xa hơn 1 mét để bắt con mồi. Và với khả năng trời phú này, loài cá cao xạ pháo đã thu hút được sự quan tâm của hàng ngàn du khách trong suốt một tháng qua tại bè cá của ông Bảy Bon dưới chân Cồn Sơn trên dòng sông Hậu. Nghe anh giới thiệu tôi mà tôi đã rất là tò mò rồi đó anh Minh Thiện. Nhưng mà để thỏa mãn được sự tò mò và hiếu kỳ của quý khán giả và bà con ngay lúc này thì mời bà con hãy xem ghi nhận nhiều khoảnh khắc vô cùng ấn tượng và câu chuyện rất là thú vị xung quanh đàn cá có khả năng đặc biệt này. Với chiếc miệng được cấu tạo đặc biệt thì loài cá mang gỗ này có thể bắn và đớp mục tiêu dường như là chính xác 100%. Chính sự đặc biệt này mà trong thời gian qua đã tạo sự thú vị cho bè cá của ông Bảy Bon tại Cồn Sơn trong thời gian qua. Nó có được có ăn chứ không thôi là không có ăn. Thấy khách ta đến đây ta có coi cá thác lát không thì nó cũng là đơn giản quá. Cho nên mình thấy con cá này nó có trong bè nhưng mà nó hay bắn nước, nó hay ăn bằng cái kiểu nó ăn là nó bắn nước lên cho con mồi rớt xuống rồi nó nhào nó ăn. Thì mình thấy nó cũng là một cái lạ, cho nên là mình nghĩ là nếu mà đưa ra ngoài cho khách coi á thì là chắc người ta cũng thích. Để huấn luyện được khả năng đặc biệt của loài cá này, ông Bảy Bon đã phải am hiểu tập tính của cá. Lúc đầu chúng rất nhát hơi người nên chỉ sống dưới bè, thỉnh thoảng mới phun nước nhưng ở tầm rất thấp. Nhận thấy khả năng sinh lợi từ khả năng thiên phú này, ông mới đem chúng bỏ vào một cái phi nước lớn, rồi mỗi ngày dùng dế cơm làm mồi câu để nhử và kích thích khả năng bắt mồi, phun nước tầm xa. Sau một tháng thì chúng trở nên dạng dĩnh như bây giờ. Cái miệng của nó là nó rất là dài, rất là nhọn, rất là bén, rất là to. Là nó gượt con mồi nó đớp, có thể là nó phóng lên là cả ở ngoài là nó phóng lên cả thước mấy, là nó phóng lên trên nhánh cây để nó cắn những con sâu hay là con bướm hay là con ruồi, là nó phóng nó lên cỡ chừng là hai thước ạ. Được biết, cá mang rổ là loại hiếm hoi trên thế giới săn mồi bên ngoài môi trường sống. Chúng tận dụng động lực học của nước để tạo động lực phun, chứ không đơn thuần là dùng nội tại bên trong cơ thể. Chính những đặc tính đặc biệt này cộng với sự tập luyện hàng ngày của ông chủ bè cá mà chúng đã trở thành tâm điểm thu hút nhiều người tò mò đến xem. Hiện ông Bảy Bon có trên 100 con cá mang rổ được nuôi trong 3 phi nước lớn, dùng để biểu diễn tại phun nước cho du khách đến tham quan bè mỗi ngày. Nhờ cách làm này mà du lịch tại Cồn Sơn thêm mới mẻ. Từ những loại cá tưởng chừng quen thuộc, nhưng lại rất lạ mắt của vùng hạ lưu sông Mekong. Trước đó tại Cần Thơ thì chúng ta đã từng chứng kiến là màn biểu diễn cá lóc bay rất là ấn tượng ở Cồn Sơn của quận Bình Thủy rồi, đúng không Minh Thiện? Thì hiện nay thì lại thêm một cái màn trình diễn cá bay khác nữa rất là độc lạ ở miền Tây, thì nó sẽ tạo ra được một cái lực hấp dẫn rất là lớn để mà thu hút khách du lịch đến đây thưởng lãm nhiều hơn. Vậy mới thấy người dân ở Cồn Sơn rất là biết cách làm du lịch, đúng không chị Ngọc Như? Và có thể nói là nông dân hoàn toàn có thể tạo ra được những sản phẩm du lịch độc đáo. Đó là xu thế không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới. Vậy nên nếu như đến Lâm Đồng thì đi du lịch canh nông, thăm vườn dâu tây và chăm sóc, hái trái, ăn tại chỗ. Còn đến miền Tây thì đi du lịch sông nước, thăm vườn cây ăn trái và ngắm cá nhảy, phun nước, vân vân. Và đến đây thì bản tin 365 ngày chuyển động xin được khép lại. Hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.